Tỳ Kheo Ni Dhammadina Thuyết Pháp Đệ Nhất. Đức Phật trở lại Venu Vanarama khi trời đang còn tiết xuân, trong lành và mát mẻ. Thoáng nhìn quang cảnh đó đây, Ngài biết là có một vài dấu hiệu sa sút về chất lượng, phẩm hạnh của một số đông tỳ kheo sau khi vắng Ngài, cũng như thiếu vắng những bậc thượng thủ A-la-hán. Tuy nhiên, công việc chấn chỉnh nội bộ cũng không có gì cần được nhắc đến, vì tôn giả Sariputta và Ananda đã lo việc ấy, còn Đức Phật thì hầu như phải thường xuyên thuyết pháp vào mỗi buổi chiều, vì hai hàng cư sĩ rất khát khao học hỏi. Kết quả thật đáng ngạc nhiên là rất nhiều nam cư sĩ, nữ cư sĩ đắc quả nhập lưu. Đặc biệt, có một trưởng giả tên là Visakha đắc quả bất lai. Cuối buổi giảng, Đức Phật nói với đại chúng: "Hôm nay, Như Lai rất vui mừng vì khá nhiều người đã bước vào dòng bất tử, lại còn có người đạt được quả vị bất thối. Từ đây, lộ trình của họ là lộ trình của an lạc và hạnh phúc, không bao giờ còn rơi đọa vào bốn con đường đau khổ nữa." Sau lời tuyên bố của Đức Phật, số cư sĩ ấy chợt đứng dậy, đến đảnh lễ gần bên chân Đức Phật với niềm vui tươi mới. Có kẻ sụt sùi nước mắt, riêng trưởng giả Visakha thì muốn xin xuất gia. "Chưa phải lúc này, này Visakha," Đức Phật nói. "Đúng thời, Như Lai sẽ để cho ông tròn sở nguyện. Hiện tại, ông có pháp học vững chắc, tròn đủ tính, giới, văn, thí, tuệ. Nên trong hình tướng cư sĩ, ông còn đem đến lợi ích rất nhiều cho gia đình, bà con, quyến thuộc, cũng như bè bạn gần xa." Về nhà, trưởng giả Visakha lặng lẽ bước lên lầu, tìm chỗ yên tĩnh tọa thiền. Đến giờ cơm chiều, phu nhân xinh đẹp của ông là bà Dhammadina dịu dàng đến bên, đặt tay lên vai, âu yếm nói: "Đến giờ cơm rồi, thưa phu quân, đợi giấc tối, giấc khuya hãy tiếp tục công phu." Xả thiền, trưởng giả Visakha nhẹ nhàng nắm tay bà đặt ra ngoài rồi ân cần nói: "Bắt đầu từ hôm nay, ta hoàn toàn không muốn nắm bàn tay xinh đẹp của nàng nữa. Xin nàng hãy thông cảm cho ta." "Chàng ghê sợ bàn tay của thiếp sao?" "Không phải vậy. Rồi ta sẽ nói chuyện với nàng sau." Yên lặng một lát, bà Dhammadina nói: "Thôi, bây giờ đi rửa mặt, rửa tay, rồi xuống dùng cơm. Cả nhà đang đợi." "Cũng không cần thiết phải ăn nữa. Ăn một bữa là đủ nuôi sống cái thân này rồi." Lại yên lặng. "Hay thiếp đã có làm gì sai trái, có lỗi với chàng?" "Không, không, không có." Trưởng giả Visakha lắc đầu. "Nàng là người đàn bà tài sắc vẹn toàn, và còn hơn thế nữa, còn cả giới hạnh và đức độ mà người ở gái xấu tính nhất cũng kính yêu và cảm mến." "Đừng nói lời rào đón,
khoe hương ngọt mật như vậy nữa. Bà Damadina giận dỗi. Hay là chàng chán thiếp rồi, chán cái thân xác núc ních đã chảy tràn những thịt và mỡ, và nơi nào cũng đầy dẫy những xú uế và bất tịnh này. Trưởng giả Visakha quay nhìn bà vợ yêu quý, thổ lộ, tâm sự. Nàng đừng nói hơi quá như vậy. Nó làm rơi mất nghĩa tình tốt đẹp bấy lâu nay. Ta không có lỗi, mà nàng cũng không có lỗi. Ta nói thật cho nàng nghe, số là sáng nay nghe được pháp từ Đức Đạo Sư, tâm trí ta đã chìm vào rất sâu với giáo pháp. Nói rõ hơn là hiện ta đang sống, hiện ta đang thở với giáo pháp ấy. Trạng thái tinh thần của ta hiện nay chỉ khế hợp với cái gì thanh lương, cao sáng, tĩnh lặng. Ở đấy, nó không còn có chỗ cho những tình cảm vợ chồng, nhu cầu bản năng, thân xác, cũng như những cái gì thuộc dục lạc ngũ trần. Bà Damadina yên tĩnh, chăm chú lắng nghe trưởng giả Visakha tiếp tục. Vậy cái duyên tơ tóc mặn nồng của chúng ta từ nay nên gác lại. Tài sản mấy trăm triệu đồng tiền vàng ta để lại cho nàng hầu hết, cứ tùy nghi sử dụng. Ta chỉ cần 1/5 tài sản ấy để nuôi thân và bố thí, cúng dường cho đến khi đủ duyên xuất gia mà thôi. Nàng có thể cai quản gia sản tùy ý. Nàng có thể lấy hết mang về nhà cha mẹ cũng tùy ý. Nàng có thể lấy một tấm chồng khác cũng tùy ý luôn. Thú thật với nàng là nàng còn trẻ, còn đẹp. Hơn thế nữa, cái nữ tính đầm thắm dịu dàng của nàng còn lôi cuốn, hấp dẫn biết bao nhiêu bậc vương tôn, công tử trên đời này. Đừng vì tự ái, vẩn vơ mà nói những lời làm trái tim của ta đau xót. Bà Damadina chợt cất giọng, ráo hoảnh. Chàng đã nói xong chưa? Xong rồi. Vậy thì cho thiếp được phát biểu chính kiến được chăng? Sẵn sàng. Vậy thì sau khi liễu ngộ giáo pháp, sống từng hơi thở với giáo pháp, chàng cảm thấy người vợ, đầu gối, tay ấp của mình, gia sản, mấy trăm triệu đồng tiền vàng của mình đều là vật ngoài thân, là thứ không nên dính mắc, quyến niệm. Nói rõ hơn là đáng viễn ly, quăng bỏ. Có phải thế chăng? Trưởng giả Visakha nhìn sâu vào mắt bà. Về gia sản thì đúng vậy. Bà Damadina cất giọng cứng cỏi. Đáng quăng bỏ có nghĩa là cái mà chàng đã bỏ đi, đã mửa ra, thì xin nói thẳng, thiếp cũng cương quyết không nhận những vật mà chàng đã bỏ đi, không nuốt những vật mà chàng đã mửa ra. Trưởng giả Visakha sững sờ. Ý nàng là như thế nào? Chàng hãy cho thiếp được xuất gia. Trưởng giả Visakha tưởng tai mình nghe lầm. Nàng nói sao? Chàng quăng bỏ được thì thiếp cũng quăng bỏ được. Hãy cho thiếp xuất gia. Trưởng giả Visakha lặng người vì hoan hỷ. Cái hoan hỷ nó chảy rần rần như mọc ốc cả người. Nghẹn ngào chưa nói được lời nào thì bà Damadina có vẻ trầm tư, xa vắng, cất giọng chậm rãi, nhẹ nhàng
như hơi gió thoảng. Đã lâu lắm rồi thưa phu quân, kể từ khi Giá Nghĩa xe duyên cùng chàng, thiếp sống rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì có được người chồng tốt, tốt tướng, tốt nết, tốt bởi tâm đại lượng, tốt trong thái độ cư xử và tốt cả những ngôn lời nhã nhặn, lịch thiệp, dịu dàng. Chẳng có người đàn bà nào gặp được phúc duyên trọn hảo, tuyệt mỹ như thế. Tuy nhiên, có một cái cảm giác, ồ không, là một cảm thức, lúc nào nó cũng chờn vờn, mơ hồ trong sương như khói, nghĩa là đây là kiếp sống ăn gửi, ở nhờ, tạm bợ và phù du. Có cái gì đó không chắc thật, không vững bền, dường như là phải có một thế giới khác, một cảnh giới khác, nó rất thân thuộc, lại nằm sâu đâu đó trong ký ức xa xăm. Có một tiếng gọi, có một tiếng gọi đò từ bên kia sông phản lại. Có một cánh tay đưa vẫy đâu đó ở cuối con đường, ở bên kia dốc núi. Đã có nhiều đêm thiếp đã thao thức một cõi về vĩnh cửu nào đó, một cõi chân thực nào đó mà thiếp không dám thổ lộ với ai, kể cả chàng, thưa phu quân. Đúng, rất đúng. Chính ta trước đây đôi lúc cũng có cảm giác như vậy, cảm thức mơ hồ như vậy. Hay là nhiều kiếp trước đây, lâu từ xa xăm, chúng ta đã từng sống đời sống xuất gia phạm hạnh, và những cảm thức kia là những lời nhắc nhở để trở về, đừng có lang thang phiêu bạt nữa. Cảm ơn phu nhân. Và chợt như mới phát hiện, trưởng giả Visakha nhận xét: thật là kỳ lạ, sống đã lâu với nàng mà cho đến hôm nay ta mới phát giác là nàng nói hay quá, hay ở ngôn ngữ, ý nghĩa, hay ở cung bậc, nhịp độ, và hay ở cả âm thanh truyền cảm nữa. Đúng là nàng phải xuất gia mới tỏ lộ hết đạo hạnh, trí tuệ và tài năng. Bà Damadina vui mừng nói: cảm ơn phu quân. Ngay ngày hôm sau thôi, trưởng giả Visakha hoan hỷ đưa vị phu nhân xinh đẹp của mình là bà Damadina đến ni viện trên cái kiệu vàng. Đức vua Bimbisara hay tin chuyện hy hữu nên đã cùng bà chánh hậu Videhi và hoàng tử Asathế cùng đến dự lễ. Đức Thế Tôn đã biết chuyện này nên đã cùng các vị trưởng lão đi sang chứng minh và cho bà thọ cụ túc giới trước khá đông đủ tăng ni hai viện. Trường giả Visakha làm thí chủ buổi lễ và sau đó đặt bát cúng dường tăng ni lưỡng viện suốt một tuần lễ. Cũng suốt một tuần lễ ấy, Đức Phật và các vị trưởng lão thay nhau thuyết pháp, đôi ngày lấn sang cả đêm vì nhu cầu nghe pháp quá đông, rải rác trong thời gian ấy, khá đông các công nương, các cô tiểu thư, các cô gái đủ mọi thành phần trong xã hội xin xuất gia làm tỳ kheo ni. Trong số đó, sau này có nhiều bậc trưởng ni làm nơi y chỉ vững chắc cho ni chúng. Chuyện bà phu nhân xinh đẹp đột ngột quăng bỏ tài sản không nuốt vật đã mửa ra là mấy trăm triệu đồng tiền vàng để xin xuất gia, trong lúc ông chồng trường giả Visakha được Đức Phật ngầm xác chứng là đắc quả bất lai,
lại chưa được Đức Phật cho phép đi theo giáo hội, được tăng ni bàn tán thảo luận nơi này và nơi khác. Hôm kia có mặt đầy đủ tăng ni hai viện, hai hàng cư sĩ áo trắng, cả Đức vua Bimbisara. Đức Phật thấy là phải thời nên vén mở bức màn quá khứ. Bà Dhammadina từ thời Đức Chánh Đẳng Chánh Giác Badu Matara là một cô ở gái nghèo hèn. Hôm ấy đi múc nước, trông thấy tướng hảo thanh tịnh của trưởng lão Sujata, đại đệ tử của Đức Phật, bèn phát tâm hoan hỷ cúng dường một chiếc bánh ngọt. Thấy căn duyên sâu nầy của cô gái, trưởng lão đã ngồi xuống và thọ dụng chiếc bánh ngọt ngay tại chỗ. Cô vô cùng sung sướng, thỉnh ngài về nhà và đặt thêm thực vật cúng dường nữa. Ông bà chủ thấy tính hạnh của cô gái rất vừa lòng nên đã chọn nhận cô làm con dâu trong gia đình. Sau đó cô thường cùng với cả gia đình đi nghe Đức Phật Badu Buttara thuyết pháp. Trong một lần cúng dường lớn đến Đức Phật và Chư Tăng, lúc ngài đang tuyên dương một vị tỳ kheo ni tối thắng đệ nhất về hạnh thuyết pháp, hoan hỷ quá, cô thầm nguyện sau này mình cũng sẽ được như vậy. Biết tâm tư của cô gái, Đức Phật Badu Muttara đã thọ ký cho cô sẽ thành đạt nguyện vọng ấy vào thời Đức Phật Sakya Gotama, chính là Như Lai hiện nay. Vào thời Đức Chánh Đẳng Giác Kassapa, cô gái sinh vào gia đình hoàng tộc tại Varanasi. Công chúa con vua Kiti tên là Subdama, họ có 7 chị em. Cô trưởng công chúa thuở ấy bây giờ là tỳ kheo ni Khema. Cô công chúa út bây giờ là đại thí chủ Visakha. Mới 7 tuổi đã đắc quả nhập lưu. Còn cô công chúa thứ 6 tên là Subdama này chính là tỳ kheo ni Dhammadina, mà sau này theo với ước nguyện cũ đã được Đức Phật Padu Matara thọ ký sẽ trở thành một vị tỳ kheo ni tối thắng đệ nhất về hành thuyết pháp trong hàng ni chúng. Thuyết đến đây, Đức Phật mỉm cười: Này tỳ kheo Dhammadina, cô có nhớ ước nguyện cũ khi quỳ bên chân Đức Phật Badu Muttara không? Vị tân tỳ kheo ni cúi đầu đáp lý nhí: Dạ, đệ tử do quá khứ che ám nên không nhớ gì, không biết gì cả, bạch Đức Tôn Sư. Là hạnh đệ nhất về thuyết pháp đấy, vậy hãy cố gắng mà nghe pháp, suy tư pháp, chiêm nghiệm pháp, kết hợp với công phu nghiêm túc hành trì. Tu tập rồi đến lúc cô sẽ thỏa được ước nguyện. Tâu vân bạch Đức Thế Tôn. Sau khi từ giả Đức Phật, vị tân tỳ kheo ni đến quỳ xin trưởng lão Gotami đến một ngôi làng vắng cạnh khu rừng Kaladanka Nivapa để hành trì tu tập. Và chỉ non nửa tháng sau, cô ta đã chứng quả A-la-hán cùng với tứ vô ngại giải một cách khá dễ dàng do đầy đủ duyên căn từ nhiều kiếp trước. Trở lại ni viện, trưởng giả Visakha hay tin, tưởng là bà vợ cũ của mình đã thối thất con đường, trở lại với thế tục.
nên ông ta tức khắc đến thăm viếng để hỏi cho rõ nguồn cơn. Với cử chỉ rất tri túc, trưởng giả Visakha quỳ năm vóc đảnh lễ cô rồi ngồi một nơi lẽ phải. Ông cất giọng dịu dàng: thời gian vừa qua, việc khất thực nuôi mạng của sư cô có dễ dàng không? Đời sống phạm hạnh có được dễ chịu và an lạc không? Tỳ kheo ni Dhammadina biết ý tứ và sự tế nhị của câu hỏi nên mỉm cười rồi dịu dàng đáp lại: này bậc thiện trí thức, người tưởng rằng tôi đã thối thất, đã trở lui với cuộc đời thế tục hay sao? Thưa, không dám. Không những tôi trôi theo dòng, mà tôi còn bơi ngược dòng, và thật sự đã làm được những việc cần làm trên đời này. Nghe câu nói đó, trưởng giả Visakha giật mình. Với người đã chứng đắc quả vị tối hậu, họ không được phép tiết lộ sự thật ấy với ai. Nay vị tỳ kheo ni Dhammadina, vợ cũ của ông xuất gia mới được nửa tháng, khi nói bơi ngược dòng, đã làm được những việc cần làm là câu nói với nghĩa ngữ tế nhị, không phạm pháp và luật, lại còn nói lên được ý chí an định với con đường, chứ không chứng tỏ mình đã đắc quả. Tuyệt vời lắm hiền muội của ta, đã có được chỗ an trú vững chắc rồi. Nghĩ thế, ông trưởng giả nói: quý hóa thay, thưa sư cô, vậy có thể nào sư cô cho phép tôi được hỏi một vài điều về giáo pháp được không? Tỳ kheo ni Dhammadina nghĩ thầm: Đức Thế Tôn đã tế nhị tuyên bố huyền huynh của ta đã đắc quả bất lai. Nay ông ta muốn hỏi giáo pháp là để kiểm tra trình độ thực chứng của mình đây. Không sao, ông ta còn những sợi dây ràng buộc, không biết ta có đủ khả năng cắt đứt giúp ông ta hay không. Cái đó trí tuệ của mình chưa xác định được, bèn trả lời có tính cách tùy nghi: thưa được, tùy khả năng mình, tôi sẵn sàng xin được chia sẻ với người thiện nam. Thế rồi, vị thánh bất lai dồn dập, liên tục đặt những câu hỏi thâm sâu, vi tế, những câu hỏi không phải được trả lời bằng những hiểu biết suông của kiến thức, của trí năng. Nó thuộc phạm trù hiện chứng, thực chứng của tâm linh, trực giác. Đấy là những câu hỏi về tự thân, về tập khởi tự thân, về thân kiến, về bát thánh đạo, về định, về hành, về diệt định, về thọ, về tùy miên, về đối duyên. Tỳ kheo ni Dhammadina đã trả lời rất lưu loát, trôi chảy, không ngập ngừng, chứng tỏ đấy là cái biết thực, chứ không do suy nghĩ mà có. Vị thánh bất lai ghi nhận rõ ràng rằng các câu hỏi về tự thân, về tập khởi tự thân, về thân kiến, về bát chánh đạo đã được sư cô trả lời trong mối tương duyên, tương quan rất khít khao, rất sáng tạo, nghĩa ngữ như: tự thân là chấp thân, từ chấp thân, chấp sắc thân đưa đến chấp các cảm thọ, chấp các tưởng tri, chấp các tâm hành, chấp các nhận thức. Như thế, từ chấp tự thân đưa đến thân kiến, chấp sắc là ta, là của ta, thọ là của ta, biến thành tự thân, tập khởi.
Tự thân tập khởi là cách gọi khác của chấp thủ ngũ uẩn. Tự thân tập khởi đưa đến khát ái, tầm cầu hỷ lạc, hỷ tham trong cõi dục, sắc và vô sắc. Tự thân diệt đồng nghĩa là các uẩn diệt, các khổ diệt, đồng nghĩa với đoạn diệt, không tham đắm, không chấp trước, không còn dư tàn, khát ái, xả ly, giải thoát. Muốn uẩn diệt, tự thân diệt phải tu tập, tự thân diệt đạo. Tự thân diệt đạo chính là bát chánh đạo. Rồi bát chánh đạo bị thâu nhiếp ở trong giới uẩn, ngữ, nghiệp, mang, định uẩn, tấn, niệm, định và tuệ uẩn, kiến, tư duy, thật là chính xác. Chưa thực hành rốt ráo thì không thể liễu tri được. Ôi, cái mối liên hoàn ấy mà thấy biết được thì sư cô đã đi vào dòng thánh rồi. Quả thật đã vững chắc đạo lộ rồi. Đến những câu hỏi về định, về hành, về diệt định thì sư cô đã thấy biết rõ thêm một chặng nữa, biết thêm một bước nữa khi nói về các loại định. Biết rõ hơi thở là thân hành, biết rõ tầm tứ là khẩu hành, biết rõ thọ tưởng là tâm hành. Và khi sư cô nói về diệt định, lúc vào, lúc ra, cái gì xuất trước, cái gì xuất sau, cái gì diệt trước, cái gì diệt sau, thì rõ ràng sư cô đã đi vào ra định này. Vậy là sư cô đã đắc quả A-na-hàm rồi. Và nói đến các cảm thọ tùy miên và đối duyên thì sư cô đã bước thêm một bước nữa khi ta hỏi về minh, về giải thoát, về niết bàn. Đến chỗ không còn ngôn ngữ nữa, đã ở ngoài mọi khái niệm thì sư cô đã trả lời: Này hiền giả Visakha, câu hỏi này đã đi quá xa, đã vượt khỏi giới hạn. Phạm hạnh là để thể nhập niết bàn, để đạt cứu cánh niết bàn. Nếu muốn, hiền giả hãy đến chỗ Thế Tôn ở và hỏi ý nghĩa này. Và Thế Tôn trả lời như thế nào, hiền giả hãy như vậy thọ trì. Và khi Visakha hoan hỷ, tín thọ lời tỳ kheo ni Namadina giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ vị ấy, thân bên phải hướng về phía vị ấy, rồi từ biệt, đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Vị thánh đệ tử Visakha thuật lại cho ngài nghe tất cả câu chuyện đàm đạo với tỳ kheo ni Dhammadina. Nghe xong, Đức Phật tán thán: Này Visakha, tỳ kheo ni Dhammadina là bậc hiền trí, là bậc đại tuệ. Với những câu hỏi như thế thì Như Lai cũng chỉ trả lời như vậy mà thôi. Tỳ kheo ni Dhammadina, tác giả Minh Đức Triều Tâm Ảnh. Trong tác phẩm Con Gái Đức Phật do Nhà Xuất Bản Văn Học tái bản năm 2014. Và câu chuyện của tỳ kheo ni này được đề cập trong chú giải Trưởng Lão Ni Kệ trong kinh Tăng Chi Bộ 1.